Một số anh em á, là khi mà mới trồng lan á, thì hay những cái thân già ở cây lan hay cắt bỏ hết, thì việc làm như vậy thì nó có đúng hay không, thì cùng hai chúng mình để phân tích thử cái vấn đề này như thế nào nha. Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ bàn về cái chủ đề là có những cái cây lan anh em, hoặc là những dòng lan dendro, rồi lan cách ly da, thì ví dụ những cái cây mà những cái cây già, những cái thân già dưới đây, nhưng mà người ta ví dụ như người ta cảm thấy là nó không ra mai nữa đâu, thôi giờ mình cắt bỏ hết đi. Có nhiều người là những cái chú mà lớn lớn tuổi á, trồng lan á, thì mình hỏi là sao chú cắt, thì chú nói là cắt để cho nó nảy những cái lọc mới ra, nảy những cái đọt non ra, chứ những cái thân già này nó cũng không có để làm gì đó, nó không có để làm gì, mình cắt bỏ hết ra đó, rồi mình chỉ để lại những cái thân tơ thôi. Như anh em đã biết, những cái dòng lan như Calyza Mini hoặc là Rosalula, những cái thân già này nó đã ra hoa một lần rồi thì nó không có ra hoa nữa. Cũng có một số ít là nó sẽ nảy nhánh ở cái vòi hoa cũ, nhưng ít lắm đó, chủ yếu là nó sẽ ra cái thân tơ mới như vậy và ra hoa ở cái thân tơ mới đó. Thì những cái này á, theo mình đó nha anh em, là không nên cắt, không nên cắt bỏ đi. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi mà anh em cắt á, thứ nhất á, là nếu mà mình không xử lý kỹ á, không bôi keo vô, thì mình cắt bỏ đi, mình tưới nước vô, nó sẽ dễ thấm và nó gây thối nhũn, nó hư luôn cả cái chậu cây đó. Đó là cái cách mà tại sao là mình không lên. Thứ hai, những cái thân già này nè, nó là những cái thùng dự trữ nước cho cái chậu lan của mình. Khi mà mình để một cái bụi lớn như vậy thì cái thằng con nó sẽ sinh ra càng ngày càng to cao, càng ngày càng mập, càng ngày càng nhiều hoa đó. Còn anh em mà cắt bỏ đi như vậy là cái cây nó sẽ bị mất những cái thùng dự trữ nước đó, những cái thân dự trữ nước, đồng ý là nó sẽ không ra hoa nữa. Nhưng mà những cái thân già nó là cái thùng dự trữ nước anh em, nó giúp cho những cái đời cây con phía sau này nó phát triển mạnh hơn, lực hơn, nhiều hoa hơn, cao to hơn đó. Cho nên là mình phải giữ lại, mình không có nên cắt bỏ nó đi đó. Đó là hai cái điểm. Còn cái điểm thứ ba anh em, sau khi mà mình để thành một cái bụi lùm như vậy rồi, thì mình có thể mình tách chiếc nhân giống, mình cắt khúc đầu đi, đuôi mình có thể nhân giống, mình thành 2-3 chậu lan đó. Mình có thể mình chia sẻ với anh em, hoặc là mình trồng một cái chậu lớn, hoặc là mình sẽ cua anh em, ví dụ như cái mình thành 2 chậu, một cái chậu mình cua nó hư nó thúi rồi, hoặc là mình tặng bạn bè rồi mình còn trồng dời đó. Theo ba cái nguyên nhân đó thì mình nghĩ là anh em không có nên cắt bỏ những cái thân già của cái chậu lan, cái lan già mini hoặc là Rosalula đi, mình cứ để nó thành một bụi như vậy đó, trừ khi nó bị hư heo giống như nãy mình tỉa lại này, nó đang thui lùi rồi nè anh em đó, nó bị hư thì mình nên cắt bỏ. Còn nó mà đang còn y nguyên vậy thì anh em đừng nên cắt bỏ nha. Ok anh em nhớ like kênh và subscribe kênh giúp mình, và có những cái câu hỏi thắc mắc gì cứ comment giúp mình để mình có cái ý kiến mình làm những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn chúc anh em nhiều niềm vui các bạn ạ.